Xin chào tất cả các học sinh lớp 10 đã đến với kênh Công giáo dạy hóa. Ở bài trước thì chúng ta đã nghiên cứu cái xu hướng biến đổi về một số cái đại lượng cũng như là tính chất của các đơn chất ở trong một chu kỳ và một nhóm. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cái xu hướng biến đổi về thành phần và tính chất của hợp chất ở trong một chu kỳ. Hợp chất ở đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu về hợp chất oxide cao nhất và hydroxide. Còn về tính chất thì chúng ta tìm hiểu về tính axit và tính bazơ. Thế bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái xu hướng biến đổi về thành phần của hợp chất trong một chu kỳ. Các bạn ghi cho thầy nhé, một nhỏ. Xu hướng biến đổi thành phần. Hợp chất trong một chu kỳ. Thì chúng ta nói đến hợp chất ấy, thì chúng ta sẽ nhắc đến ngay một cái khái niệm, đó là hóa trị. Đó. Thì hóa trị này chúng ta học ở lớp 8 rồi. Thì nó chính là cái khả năng tạo thành liên kết với các nguyên tử súng xung quanh. Đó. Và chúng ta có ghi cho thầy lại cái khái niệm về hóa trị nhé. Hóa trị là khả năng tạo thành liên kết của nguyên tố với các nguyên tử xung quanh. Đó. Ví dụ như nguyên tố carbon có hóa trị là 4, tức là nó sẽ tạo được 4 liên kết với nguyên tử xung quanh. Hay nguyên tố oxygen hóa trị là 2, thì nó sẽ tạo được 2 liên kết với các nguyên tử xung quanh. Và ở trong phần này thì chúng ta sẽ xét một cái lượng, đó là hóa trị cao nhất của nguyên tố. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái cách xác định hóa trị cao nhất của nguyên tố như sau. Hóa trị cao nhất của nguyên tố nó sẽ bằng số thứ tự của nhóm nguyên tố đấy. Đó. Các bạn nhớ cho thầy công thức nhé. Hóa trị cao nhất của nguyên tố thì nó sẽ bằng số thứ tự của nhóm nguyên tố. Ví dụ, nguyên tố sodium ở nhóm 1A. Vậy hóa trị cao nhất của nó sẽ là hóa trị 1. Hãy đơn giản như vậy thôi. Hay là nguyên tố carbon thì ở nhóm 7A. Vậy hóa trị cao nhất nó sẽ là. Thì sau khi chúng ta tìm được cái hóa trị cao nhất là rồi thì chúng ta sẽ thiết lập vào các công thức của oxide cao nhất và hydroxide hay hydroxide ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập các công thức phân tử của oxide và hydroxide nhé. Chúng ta sẽ sang cái sao thứ ba. Thiết lập công thức phân tử của oxide và hydroxide. Thì đây các bạn nhớ cái công thức tổng quát cho thầy nhé. Thứ nhất là công thức tổng quát của oxide cao nhất. Để nhớ là oxide cao nhất nhé. Nó sẽ dạng là R2OOA với O là oxygen. Đấy. Và cái công thức tổng quát của hydroxide là ROH tất cả A lần. Đó, và giá trị A đây sẽ là hóa trị cao nhất của nguyên tố.
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái xu hướng biến đổi về thành phần của hợp chất trong một chu kỳ. Tức là chúng ta xét cái tỷ lệ giữa nguyên tử oxygen và nguyên tố aero, xem là tỷ lệ nó tăng hay nó giảm trong một chu kỳ. Thì các bạn biết rồi đấy, trong một chu kỳ ấy, đúng không? Thì cái số thứ tự nhóm A nó sẽ tăng lên, dẫn đến là cái số hóa trị cao nhất nó sẽ tăng lên. Và số hóa trị cao nhất tăng lên tức là cái tỷ lệ A chia tỷ lệ nguyên tố oxygen trên R nó sẽ cũng tăng lên. Và đây nó chính là nội dung chính của cái xu hướng biến đổi thành phần và tính của các hợp chất trong chu kỳ. Đó, vậy chúng ta kết luận nhé. Nào, các bạn ghi lại kết luận nào. Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của số hiệu nguyên tử, theo chiều tăng của số hiệu nguyên tử thì tỷ lệ giữa nguyên tử oxygen với nguyên tố còn lại trong hợp chất oxide có xu hướng tăng dần. Thì đây nó chính là cái nội dung về cái xu hướng biến đổi về thành phần của các hợp chất trong một chu kỳ. Thì với phần này ấy, chúng ta sẽ có một cái bài tập, đó là chúng ta đi thiết lập công thức của oxide và hydroxide. Bây giờ chúng ta đi vào một cái ví dụ nhé. Ví dụ thầy có nguyên tố sulfur, có sulfur kia S nhé, có 16 proton. Đấy. Thiết lập công thức oxide và hydroxide của nguyên tố lưu huỳnh hay sulfur. Thì các bạn tạm thời là quay cái dừng lại nhé, sau đó các bạn sẽ làm bài này trước với thầy. Làm xong rồi thì các bạn hãy xem thầy chữa như nào. Thì với bài này thì chúng ta muốn làm được ấy, thì các bạn phải xác định được cái số thứ tự ô nguyên tố của lưu huỳnh hay sulfur bằng bao nhiêu. Đó, bằng cách này chúng ta sẽ viết câu hình E ra đã. Vậy chúng ta có nguyên tố S Z bằng 16, có 16 proton tương xét bằng 16 đấy. Thì có cấu hình E như sau: là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 và 3P4. Vậy thì S sẽ thuộc nhóm 6A trong bảng tuần hoàn. Vậy thì hóa trị cao nhất sẽ là 6. Hóa trị cao nhất là 6. Bây giờ áp dụng vào cái công thức tổng quát của oxide và hydroxide thì ta có oxide cao nhất, nó sẽ là S. Nếu mà thay cũng đúng sẽ là S2O O6 đúng không? Nhưng mà 2 và 6 thì nó chưa tối giản và nó sẽ phải tối giản đi thành dưới SO O3. Đó. Còn hydroxide đó, thì nó sẽ có dạng là SOH tất cả 6 lần. Chưa? Thì đối với các nguyên tố phi kim ấy, thì cái dạng SOH 6 lần nó rất là kém bền, cho nên nó sẽ bị biến đổi thành dung dịch axit là H2SO4 và H2O. Đó, nó sẽ biến đổi.
Đấy, và đây chính là cái dạng axit của nó. Đó, thì đây là cái bài tập thiết lập công thức phân tử của oxide và hydroxide. Các bạn quan sát và làm theo thầy nhé.